Alo ạ. Vâng, em nhận được tiền À vâng, 300 nghìn. tức là Vâng. em vẫn muốn, vâng em vừa chuyển khoản 300 đấy, tức là ý là góc độ là em vẫn muốn thay pin giống như hôm qua anh em trao đổi ấy. Vâng. Thì anh Không sao đâu anh ạ. cứ làm đúng như hôm qua anh nói với em ấy là Vâng. anh em mình trao đổi đấy, đại khái là anh cứ cho em cái clip và cái máy nào và anh giới thiệu cho em cái máy đấy, anh thay Vâng. cho em cái cục pin 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 dung lượng cao đây Dạ vâng ạ. Vâng. và giá thành như thế đấy, ok xong rồi anh gửi cô lên đây. Vâng, ok anh ạ. Còn lại các điện, vâng em cảm ơn nha. Vâng, em chào anh. Thu Vân Mobile xin giới thiệu một cây iPhone XS phiên bản quốc tế 256 GB. Về ngoại hình thì máy đẹp chín chín mọi người nhé, máy rất là đẹp, nhưng cái quan trọng nhất là máy chưa đụng ốc, tức là máy zin nguyên bản, chưa vặn một con ốc nào các bác nhé. Đấy. Máy bán ra mới như nào thì bên em thu về và bán cho bác y nguyên như thế. Đây là một cây bản 256 GB. Cây này thì có mức giá rất là rẻ, 6.300.000 đã bao gồm thay tặng pin mới. Máy này thì pin zin theo máy còn 82%, 82%. Đấy. 82% này thì các bác có thể dùng cũng được. Nói chung là cũng không trâu lắm, nhưng mà pin zin 82% là các bác dùng vẫn được. Ví dụ các bác mà dùng làm máy phụ hay là mình dùng ít nhu cầu ấy, thì các bác vẫn có thể dùng được khoảng 1 năm nữa. Đấy. Còn nếu mà các bác dùng nhiều thì vẫn sẽ phải thay pin. Và nếu mà các bác không thay pin thì bên em cũng sẽ giảm cho các bác một số tiền. Đấy, nên là nếu mà tính ra thì máy này chưa đến 6 triệu các bác. Đấy, giá 6.300.000 là đã bao gồm cả miễn phí ship. Phí ship bên Viettel Post cũng khoảng 100.000 rồi. Chưa đến 5 triệu các bác, lại cả phụ kiện bảo hành 12 tháng. Tặng pin mới, không lấy pin mới thì lại giảm một số tiền. Đấy. Rất là rẻ các bác. 82%. Bây giờ thì em sẽ tiến hành mở cái máy này ra. Đấy. Máy này thì đây, bản 256 GB đây các bác nhé. 03618, email của máy là 03618 các bác nhé. Đấy. Bây giờ thì em sẽ tiến hành mở cái máy này ra. Cái máy này thì của anh Đạt ở Mai Châu, Hòa Bình. Anh này thì đã mua của bên em 5 cây máy rồi. Thì bây giờ anh lại đặt mua thêm một cây XS. Cái này thì em nghĩ là chắc là anh ấy đặt mua giúp. Tại vì anh ấy mua của bên em 5 cây rồi. Biết bên em từ khoảng cuối năm ngoái. Từ năm ngoái đến năm nay mua 5 cây thì em nghĩ là mua giúp là phần nhiều, chứ còn trong có khoảng 5 tháng 6 tháng mà mua tận 5 cây máy thì không ai dùng hết cái số máy đấy trong cái khoảng thời gian như thế cả. Đây là cái quá trình em đang cho nước tách vào mọi người nhé. Cho nước tách, nói chung là cũng chỉ một giọt thôi, rất là ít, để cho nó làm giảm kết dính của cái lớp mà răng zin theo máy thì cái dòng XS trở lên nó rất là chắc mọi người ạ, rất là chắc mọi người nhé. Và bây giờ thì em sẽ đặt máy lên bàn nhiệt mọi người nhé, đặt máy lên bàn nhiệt. Chung là nhiệt thì bên em cho cũng rất là thấp thôi, thấp thôi mọi người. Mà dù sao thì nó cũng ảnh hưởng đến máy một phần, nhưng mà đằng nào thì mọi người cũng phải thay pin, là cái chuyện đó là chuyện bình thường mọi người nhé.
Như mọi người thấy đồng hồ báo nhiệt chỉ là 50 độ mọi người nhé. Em cho mọi người xem lại số email một lần nữa nhé. 03618. Bây giờ thì em sẽ tiến hành mở cái máy này ra. Anh Đạt, khi mà nhận máy kiểm tra đúng giúp bên em số email 03618, có dán tem của bên em và có phiếu bảo hành, các phụ kiện đấy, thì anh nhận nhé. Tổng giá thì đã là 6.3 triệu. Ốc mở lần đầu nên hơi khó mọi người. Tổng chi phí là 6.3 triệu, không thu thêm bất cứ một khoản nào cả. Mọi người có thể thấy cái dòng zin này. Mọi người có thể thấy dòng zin theo máy này. Đấy. Đây, dòng zin theo máy. Đây, bên trong máy đây mọi người nhé. Đây. Sạch đẹp, chuẩn chỉ, là máy mở ra là đầu tiên mọi người nhé. Máy này không có vết vân tay nào cả. Siêu bên đây thì nó hơi, cái đây thì nó hơi phập phồng, tại vì nói chung là siêu cái dòng máy này nó thế mọi người. Đấy, cái chỗ này thì nó hơi ấy này, cái phần này này là nó bị tè, nó bị tì vào đây này mọi người. Đấy, cái này nó bị tì vào đây nên là hơi có vết mọi người nhé. Đấy, máy này là máy mở ra lần đầu tiên. Đấy. Đấy, mọi người có thể thấy này, đây là con IC của màn, thì mọi người có thể thấy đây, cái đường hàn của nó rất là đường hàn của nó rất là mịn mọi người nhé, rất là mịn, rất là trơn, rất là đẹp, chứ nó không phải là đường hàn lại của thợ. Đấy. Đây nữa. Đấy. Đấy. Đường hàn của nó rất là mịn mọi người nhé, uy tín màn này. Uy tín màn, gioăng cao su, gioăng cao su ở cản trước. Đây là siêu màn mọi người nhé, còn nguyên. Đấy. Máy thì sạch đẹp, mọi người có thể thấy rất là rõ mọi người nhé. Máy sạch đẹp, không có một máy này không có dấu vết vân tay nào cả. Đấy. Không có một dấu vết vân tay nào cả. Bây giờ thì em sẽ cho mọi người xem số email lại một lần nữa, để tránh có một ai đó nói là đổi máy mọi người nhé.
Tại vì thỉnh thoảng bên em cũng nhận được có bác thỉnh thoảng cũng bình luận là sao đổi đổi máy nhanh thế. Đấy, nên là em phải có cái bước này. Đấy. Tại vì như các bác nhìn thấy là em quay từ nãy giờ là nó đi một mạch chứ không có chỗ nào là nó cắt ghép video cả. Đấy, từ lúc mà em dở email ra để mà cho các bác xem. Đây. 03618 các bác nhá. 03618 đây, mở luôn máy cho các bác xem đây. Đấy. Đấy, bên trong chuẩn chỉ là máy mở ra lần đầu tiên các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ tiến hành thay pin cho anh Đạt để gửi cho anh Đạt. Tại vì anh ấy dục bên em chắc là anh ấy không có máy dùng, nên là dục gửi càng sớm càng tốt. Chân thành cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Ở đây là pin zin theo máy. Đấy, thì cái pin này thì bên em sẽ gửi về cho khách mọi người nhé. Còn đây là pin bên em thay, là hàng chính hãng của Origin. Cái pin này thì bên em đã dùng và kiểm chứng pin thì rất là trâu và dùng được thời gian rất là dài, tức là nó sẽ rất là lâu chai mọi người, rất là bền, dùng được khoảng 2 đến 3 năm. Đấy. Nếu mà mọi người khó tính thì 2 năm thì thay, còn nếu mà không khó tính thì mọi người có thể dùng đến 3 năm hoặc là hơn. Đấy. Và sau khi mà thay pin thì bên em cũng sẽ đóng lại app cho mọi người nhé. Đóng lại áp suất cho mọi người. Áp suất thì bên em đóng cũng khá là căng, nó bằng tầm độ khoảng 18 đến 19. 18 đến 19 10. Đấy, tức là tầm độ khoảng 80% hoặc 90% so với áp zin mọi người nhé. So với áp zin thì chắc chắn là sẽ không bằng được, nhưng mà nó sẽ bằng tầm khoảng 80-90%. Nói chung là cái khả năng như đây chống nước cũng khá là tốt rồi. Thì bây giờ thì em sẽ thay quả pin này vào cho anh Đạt. Khi mà thay pin ấy thì bên em có một cái đặc biệt so với những cái thợ bình thường ấy, thì bên em sẽ không tháo rắc màn ra mọi người nhé, không tháo bất cứ cái rắc nào ngoài rắc pin. Thay pin em chỉ tháo rắc pin thôi, còn bình thường là người ta sẽ tháo bỏ cả cái cụm này này. Đấy. Sau khi đóng vào thì em nghĩ là nó sẽ không được ổn định bằng em không tháo. Đấy. Nói chung là theo kinh nghiệm làm nghề nhiều năm thì em thấy là nếu mà không tháo cái rắc đó thì sẽ phải làm cẩn thận hơn và làm lâu hơn một chút. Đấy, nhưng ngược trở lại thì nó sẽ có sự ổn định hơn, tại vì rắc nó là rắc hãng nó đóng mọi người. Đấy. Khi mà thay pin thì nó sẽ không báo phần trăm pin đâu mọi người nhé, không báo phần trăm pin, tại vì pin ở bên em thay là sẽ không sang cổ cáp mà nó sẽ báo là linh kiện không xác định các bác nhá. Đấy, tại vì pin phải là đúng cái quả pin này thay vào. Đấy, đúng cái quả pin này thì nó mới báo là linh kiện chính hãng, tức là nó không báo gì cả mọi người nhá. Còn pin của hãng mà thay một viên pin khác của hãng vào thì nó vẫn báo là linh kiện chính hãng mọi người nhá, tức là đấy là hãng nó thay. Còn ví dụ mọi người lấy một quả pin khác mà mọi người tự thay vào ấy, pin của hãng mà mọi người tự thay vào thì nó vẫn sẽ báo là linh kiện không xác định mọi người nhé. Cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Còn một cái trường hợp khác là mọi người có thể yêu cầu người ta là sang cái cổ cáp này sang, thì em cảnh báo mọi người là nếu mà sang cổ cáp này sang thì dùng nó sẽ rất là kém bền mọi người nhé. Đấy, tức là có thể là dùng sau một thời gian nó lỗi. Em gặp rất là nhiều khách hàng có những phản hồi như thế rồi. Dùng được một thời gian thì nó lỗi mọi người. Đấy. Rồi thì sạc nó nóng, rồi thì nhanh hết pin. Với lại những cái loại mà người ta
làm là người ta những cái phôi pin mà người ta làm mà không có sẵn cái cổ cáp này này đấy, thì nó là cái đa số là cái loại chất lượng kém mọi người đấy, nên là nếu mà sang cổ cáp sang là nó sẽ không được bằng mình thay mà không sang cổ cáp các bác nhá. Nên là bên em thay pin là sẽ không bao giờ sang cổ cáp cả các bác nhá, không bao giờ sang cổ cáp cả thì nó mới bền được các bác. Bây giờ thì em sẽ tiến hành đóng máy lại và đóng áp cho anh Đạt